Ok, hello chào các bạn, mình tên Quang Dũng. Ok, hello chào các bạn, mình tên Lee Philip. Chào các bạn. Good morning. Regina. Good morning. Regina. Alleluia. Ok. Này, chào các bạn đến với channel Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi. Thì ngày hôm nay thì anh em mình đã có mặt ở bản của Lee Philip, bản Kangatu. Kangatu. Thì Ngô cũng đã đến thi rồi mọi người. Thì bây giờ anh em mình sẽ tiến hành là đi thu hoạch ngô. Hôm nay là đi hái lộc đầu năm này. Là thu hoạch ngô mọi người. Hái lộc đầu năm này. Hôm nay đứng đi hái lộc đầu năm luôn các bạn. Nhìn mâm ngô rất đẹp mọi người. Đây là giống ngô F1, giống ngô này là giống ngô 90 ngày, là giống ngô F1 các bạn. Đó. Hôm nay anh em mình sẽ đi tiến hành thu hoạch ngô này. Cái này là bị chuột. Chuột ăn không? Chuột ăn mọi người. Cái này là ngô này bây giờ sẽ đi tiến hành thu xong bắt đầu là mang vào nhà bác trưởng thôn để phơi cho nó khô quản, thêm bông ngô này như ở Việt Nam luôn, không khác một tí nào luôn. Đau không? Muy tu gran đấy. Nunca vi ai también eh. Sí. Dạ, ấy chờ. Đấy. Ui. À go đấy. Vừa to vừa dài. Vừa to vừa dài. Muy tu gran đi. Không, cái ngô này là bây giờ anh em sẽ mang vào nhà bác trưởng thôn cất giữ, sau đó là để đến mùa vụ sang năm sẽ chiến cho người dân. Mọi người phát cho tất cả bản luôn để làm giống. Ta về. Esi miliu hoje vamos tirar. Vamos meter no casa show para guardar. A próximo ano vamos dividir para todo mundo esse cimento. Đây mình A próximo ano vamos cultivar com esse cimento. Mình sẽ treo lên như này gọi là để phơi giống như nhà quê nhà mình ấy, thường thường là sẽ buộc trong không? Khoảng độ 10 bó này xong mà bắt đầu là 10 cái một xong mà mang đi phơi 5 cái một thôi 5 cái 10 cái 10 cái ok chưa vamos tirar và mấy tên nó bắt xe được phơi mấy tay không mình cứ bóc cái trường 6 tỷ nữa mình lột ra sau xong bẻ thế này thôi thôi bẻ thôi khoan lột ra bẻ thế yeah now tira sim phải no abri yeah, yeah so partiu no abri ainda no abri So partiu así, tá bem? So partiu así, ya. Ya. Ya, no abri. Đó các bạn. Cái ngô này to đúng như chai bia luôn này. Này, gấp đôi chai bia ấy. Cái ngô này to đúng bằng chai bia luôn này. Này, kinh khủng này. Đó, đây là người đúng là ngô này vừa bẻ xong này. Múp mù mù luôn, không còn một chỗ nào là để cái ngô này nó bắp này nó nảy hạt đấy các bạn. Không còn một tí nào luôn, hết đến tận đây luôn. Bằng ngô to kinh khủng. To thật. Vậy cà đau uống phi cà phi là đè lì ta về đây và nó bẹc đều đấy thu hoạch ngô đây rồi người dân rất là bất ngờ phát tiêu ra Oi, você tira partiu milho até onde? Pisa já esse. Pisa mesmo, Thiago. Yeah, para não o quê? Ui, sướng thật. Bẻ cây luôn, đúng ạ. Cảm giác rất sướng mọi người. Phê. Cảm giác đi bẻ ngô phê. Những mà cầm những bát ngô toa này chả phê. Đây chắc là người dân chắc là lần đầu tiên được đi thu hoạch những cái đợt ngô mà những bông to như này rất to luôn. Đấy. Tâm không? Dạ. So cái scolia cái này cái giá ta cày mạ gì ta về đấy. Dạ. Takuya, milho muito grande. Sang năm là dân bản là sẽ có giống đẹp luôn.
Ui. Mập ngô to thật. Có nhiều cái to, to đúng như chai nước lọc luôn nhờ. To hơn. Sợ thật. Thế lại chai mà chai lít rưỡi ấy. Ở nhà Tăng, ngày xưa là vẫn có đi mót khố ở ngố này. Có nhiều cái bè sót này. Bây giờ sẽ bê ngô ra ngoài xe, xong đó sẽ mang vào nhà bác trưởng thôn. Mang vào nhà bác trưởng thôn để cất giữ ở trong nhà bác. Sau đó thì sẽ nói chuyện với bác luôn. Để bác giữ sang năm... sang năm sẽ làm ngô giống cho tất cả mọi người ở trong bản. Hiện tại thì anh em mình vẫn chưa thu hoạch hết đâu các bạn. Mấy cái đằng cái ngô ở trong kia nó vẫn còn đang tươi tươi. Đấy, bông ngô đẹp thật. Anh em mình gọi là mới thu hoạch một nửa thôi, còn một nửa vẫn đang tươi tươi. Đấy, rất đẹp luôn. Loài này thì anh em mình sẽ gửi nhà vào trường thôn và cái quản đó đến khi mùa vụ sau thì sẽ chia cho người dân. Ừ. Thì anh em tiếp tục mùa vụ mới. Sang năm có cái này sang năm làm giống hơn đẹp luôn. Các bạn là cái ngô này anh em mình mua ngô giống chuẩn các bạn. Giống này là đúng là giống chuẩn F1 luôn. Chứ không phải giống như ngô của người dân ở đây thì mọi người cứ lấy giống năm nay rồi gối sang năm sau rồi lại gối sang những năm tiếp theo. Sang năm lại phải đúng không? Sang năm lại phải chứ. Ừ, nhưng mà sang năm vẫn là ok. Ừ, đúng rồi. Đấy, tuyệt vời. Ngô trắng luôn thì... đẹp thật. Như ngô Việt Nam đó mọi người. Còn ở bên này thì chắc chắn là người dân cũng chưa bao giờ mà có được thu hoạch nào mà như thế này đâu. Ừ. Đúng. Đấy, thế là thế này xong rồi buộc này, buộc khoảng 10. Ok, mày thấy rồi. Mâm ngô to to đẹp thật công nhận. Nhà mình ở Việt Nam ngày xưa cũng thế mà đi khi đấu thuật đi thu hoạch ngô mình hay ngày xưa cũng đi thu hoạch ngô mà toàn chọn những bắp nào to to xong đẹp đẹp để bóc ấy. Đấy đúng rồi, dễ bóc đó. Cực khỏe. Còn một số bóng con một nửa bên kia đang hơi non. Còn một nửa nữa, một nửa hơn một nửa nữa, một nửa già nữa. Đại loại anh em mình mới thu có một góc nhỏ nhỏ thôi. Phần 3, phần 4 thôi. Còn lại sau này chỗ đấy để cho nó già hẳn đi sẽ thu tiếp. Sì sì. Dạ. Dạ tudo bem. Obrigado. Sì sì. Dạ, baba. Dạ. Ok. Nós hoje tiramos milho lá. Agora vamos trazer aqui para pai guardar para casa. Muito bem, muito bem. Sim. Para outra vez que fazer milho de novo. Correto. Nosso, yeah, okay. Vamos dividir bem. Tá bom. Aí, pai, pega esse. Esse próximo ano tem boa semente. Muito, muito bem, muito vai bom. Vai tirar esse tudo semente antigo, vamos comer. Correto. Esse vamos, próximo ano vamos semente com esse. Okay. Vamos cultivar com esse. Tá sendo como isso. Ok. Essa. Um baú đặc biệt hơn mọi người. Muito bem. Ok. Então. Ora, aqui nós ficamos satisfeitos. Muito bem, aqui nessa terra, este cimento ainda nunca vimos. Ok. Mas como apareceu, estamos satisfeitos. No próximo ano, queremos essa semente. Ok. Então, todas as lavras será mesmo meter essa semente. Então, sim, sim, já. Yeah. Agora, a semente, essa só dá com adubo e amônio. Já. Quanto fica já? Sim, 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 sim. Tá bom, tá bom. É, pai, é assim, muito grande, tá bem? Já, é. Tá bom. É. 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 A próximo ano é assim. É, exatamente. Então, não é igual nesse. Muito bem. Isso aqui, dois. 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 Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, e agora guarda pra casa, é? Ok. Guarda bem.
Chắc là ta về nói để phơi lên, để hỏi người dân bên đây chắc cũng phơi đúng không? Có lẽ mình phá ta đấy. Ừ. Eo cả đi ăn, ta cả ra mình phơi lên, cái cái xin mệt. Now, esta aquí anda a faltar meter un sol también. Sí, tengo que meter un sol. Tengo que meter un sol primero, para secar bien. Si no, now, bon. Si guarda... No fai mal, ya, está bom, ya. Mañana vos traes. Está bom. Ahí, bây giờ anh em mình sẽ hướng dẫn là cho người dân phơi, phơi thật khô. Khô để cắt, để đỡ ẩm mốc mọi người. Papá, está bien, vamos fazer así. Junta así, 3, 4, 5, 6. Así, está bien. Tipo, tem 10. Amarra assim. Okay. Amarra assim. No sol aí. Muito bem. Até tipo, fizemos espera. Bom, vai buscar uma fio ou qualquer fio para dar para amarrar isso. Zum, bóc, để đây, mình hướng dẫn mọi người buộc cái xong rồi. Xong rồi, từ ngày lần sau cứ thế là làm thôi. Làm giống như ở Việt Nam mọi người. Yeah. Não, vamos fazer por exemplo, vamos fazer para ver. Espera, vou fazer para... Não, dois é bocado, vai. Ah, papá, mais ou menos meter cinco. Dez, tá vendo, né? Para depois, quando você meter no solo, quando alguma dentro, é mais fácil, mais yeah. Rápido. Meter mesmo cinco. Meter não, dois. Amar, tira o fio pequeno. Pequeno, cut. Então? Janta. Ok. Ok. Aqui, pai. Já. Tá vendo? Ok. Amar assim. Quando meter no sol, só pegar assim. Quando tem chuva, pega aqui, corre. Corre, meter dentro. Já? Não é? Já. Mais fácil, né? Já. Não, tira tudo assim. Fica mesmo mais como foi. Deixa um bocado dentro. Deixa tudo mesmo, deixa tudo. Tá vendo? Assim. Já. Já. Assim, tá bom. É. Depois, quando você quer guardar dentro de casa, só meter um pau assim, vira. Fica lá em cima. Um pau assim. Ou um fio também dá. Yeah, fio também um fio dá. Também dá. Fica lá em cima. Hey, bạn. Aí, đây là tuyệt vời. Vậy là sáng nắm là người dân có thêm giống mới, giống đẹp. Giống xịn luôn. Giống xịn luôn để mà tiếp tục vụ sổ mọi người. Đấy. Có thể chia toàn bộ dân bản mọi người mới để làm. Bông nào cũng to, bông nào cũng to ạ. Dạ, isso. Pode amarrar 5, 5, você 5, 6, depende. Dạ. É. Mas tem que ajudar, dạ, tá bom. É. Já, pode ser 6, não faz mal. Não tem problema, pode ser 10. Já. Amarrado. Já, amarra, velho. Mais embaixo. Embaixo, mais embaixo aqui. Mais embaixo. Aqui. Já, mais embaixo, já. Tá bom. É. Isso. Bonito. Tá bom, mana. Deixa. Ah, tá bom. Você pode ficar atrás. Tem criança, fica atrás. Isso. Vê aí. Ổn định đấy. Dạ, bà mệt. Bê gai nằm mau aqui. Aqui tem, aqui também. Tira aqui. Tá aí, velho. Amara. Thôi, chắc là mình bọc chuồng cả cho mọi người làm nhảy đâu. Papa. Vai. Vamos tirar tudo aí dentro, papa. Vamos levar para meter no quintal. Dạ. À, thôi, chú làm chào các bạn luôn này. Chào các bạn luôn. Để chào các bạn, anh em mình làm cùng mọi người luôn. Ok các bạn, thì ngày hôm nay là mùng 3 Tết, thì cũng là đầu xuân năm mới. Thay mặt cho tất cả mọi người ở trong team, xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người, tất cả các fan của team Châu Phi một năm mới thật là nhiều sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng. Và sự nhị. Mọi sự là thành công. Ok. Thì ngày hôm nay anh em mình đi gọi là đi thu hoạch ngô. Thu hoạch đầu năm. Đây, ngô thì hiện tại đã mang đến nhà bác trưởng thôn rồi, cũng hướng dẫn mọi người rồi. Và cũng đã nói với bác là anh em mình có nguyện vọng là sau này đến mùa sang năm là sẽ phát cho tất cả mọi người trong bản để cùng lấy giống ngô này để trồng, bỏ cái giống cũ từ lâu đi.
Thì thôi, có lẽ là video ngày hôm nay anh em mình xin phép được kết thúc từ lại tại đây. Thì các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, hãy cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh Nông nghiệp Việt Nam tại Châu Phi để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Cảm ơn đi Việt Nam. Yeah, tá bom. Yeah. Vamos levar tudo dentro. Começa a fazer.